Xin chào các bạn, mình là Hoàng Tú, đến từ kênh YouTube của Kỹ sư Điện Máy. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn vệ sinh, bảo dưỡng nhanh một chiếc máy giặt lồng ngang của Electrolux. Trước khi bảo dưỡng máy giặt thì các bạn cần chuẩn bị một số dụng cụ như sau. Đầu tiên là một chiếc bàn chải đánh răng cũ đã bỏ đi rồi. Thứ hai là hai chiếc khăn sạch và một chiếc khăn bẩn. Một cái khay này là để đựng nước thải khi mình mở cửa xả đáy. Vậy xin phép là mình bắt đầu hướng dẫn các bạn vệ sinh máy giặt. Bước đầu tiên, chúng ta phải rút điện. Tiếp theo, khóa nguồn nước. Rồi. Vậy, sau khi rút điện và khóa nguồn nước, chúng mình sẽ vệ sinh dây cấp nước của máy giặt. Chúng mình tháo vặn theo ngược chiều kim đồng hồ. Động tác này cũng rất đơn giản thôi ạ. Đây, mình đã tháo ra rồi. Thực ra vì nguồn nước của nhà mình ở khu vực này thì nó rất là sạch, cho nên là gần như là không có cặn luôn. Gần như là không có cặn bẩn. Được chưa ạ? Rồi, cái này mình sẽ vứt ra, để ra ngoài này để lát mình vệ sinh. Bước thứ hai, mình sẽ tháo ngăn nước giặt và nước xả. Các bạn chú ý cho mình là không thể rút được ra nhé, mà bên tay trái đây nó có chữ plus này, bạn ấn vào rút ra rất nhẹ nhàng. Đối với cái khay đựng nước giặt và nước xả này của nhà mình thì nhà mình thường xuyên dùng nước giặt, cho nên là nó cũng không bị bẩn lắm, đấy. Nếu mà nhà các bạn dùng bột giặt ấy, thì nó sẽ rất bẩn, vì bột giặt nó sẽ không hòa tan kịp. Hoặc là đường nước nhà bạn yếu thì khi nước nó cấp vào cái ngăn nước giặt này nó sẽ không xuống hết được, trừ khi nước nhà bạn phải rất là mạnh. Bước tiếp theo, mình sẽ để cái khay này xuống đây. Bởi vì cái máy giặt này nhà mình là mình không để chân máy giặt, cho nên nó sẽ hơi bị thấp một chút. Đấy. Mình sẽ chuẩn bị một cái khay và cái mở cửa xả đáy. Cái cửa xả đáy này thì mình cũng chuẩn bị luôn một cái rẻ bẩn để mình lót ở dưới cho đỡ tràn nước ra khỏi nhà. Đấy. Đầu tiên bạn nên xả hết nước ra bằng cách bóp hai bên của cái đầu ống nước xả. Bạn rút ra, kéo ra. Đấy. Rồi, nó cơ bản là cũng hết nước rồi thì mình xin phép mình đậy lại và vặn luôn cái khay chứa rác ở đây ra. Đang bị kẹt vì nó đang bị bẩn, rất là bẩn. Của nhà mình nó đang bị vướng một cái gì đó đây. Đấy, rơi quần áo, ở quần áo xuống đấy. Rất nhiều nhà là bị rơi tiền xu này, khuy áo này, rồi là một số cái nhẫn, rồi là rất nhiều chất bẩn khác. Còn một nẹp nữa đấy, ở trong này. Rồi, em nhìn thấy chưa? Này, nó sẽ hơi khó xa vì nó kẹt. Lấy một cái dụng cụ.
Đấy. Đây, nhà mình đang bị mắc cái, mình cũng không hiểu là cái này là cái gì mà có thể chui xuống cái khay xả rác của máy được như thế này. Đây, rất bẩn luôn ạ. Cái máy giặt này của nhà mình thì đã 2 tháng rồi, mình chưa vệ sinh, cho nên là nó khá là bẩn. Đấy. Mình sẽ tận dụng luôn cái rẻ bẩn này để mình vệ sinh bên trong cái khoang này luôn. Cơ bản là như thế đã. Còn cái này mình lát mình sẽ vệ sinh sau. Bước tiếp theo, mình sẽ mở cửa lồng giặt ra. Đấy. Nhà mình thì hơi lười cho nên là nhiều khi là nó rất bẩn. Đây, các bạn nhìn cái gioăng này. Rất bẩn luôn. Mình sẽ lấy một cái rẻ trắng. Mình sẽ hy sinh một cái rẻ trắng để mình cho các bạn biết là nó bẩn như thế nào. Mặc dù nhà mình là hai vợ chồng cùng quần áo, không phải là mình lao động là toàn quần áo văn phòng thôi. Đây, các bạn nhìn xem. Rất bẩn. Đấy. Các bạn cứ tự tin nhá. Các bạn tự tin moi cái gioăng này ra. Moi cái gioăng này ra xung quanh này. Các bạn làm từ từ xung quanh, lau từ dưới lên trên. Lau sạch. Ngoài ra ấy, nếu mà các bạn lâu ngày không vệ sinh, cái gioăng này của mình nó sẽ bị mốc. Cái gioăng này sẽ bị mốc và rất khó là tẩy sạch được. Thì ở bên ngoài thị trường họ có một số cái vệ sinh, cái dung dịch để vệ sinh cái gioăng này. Tất nhiên là nó cũng không sạch hẳn được đâu, nhưng mà nó cũng đỡ nhiều. Đấy, chiếc máy giặt này thì nhà mình cũng gọi là khá thường xuyên cho nên nó vẫn chưa bị mốc gioăng. Chiếc máy giặt này là nhà mình mua từ tháng 10 năm 2019. Đó. Đến bây giờ và mình cũng vệ sinh mấy lần rồi. Mình cũng tin là một số các bác, gia đình các bác là cũng lười vệ sinh cái này lắm. Các bác thử mở cái máy giặt của nhà mình ra xem có bẩn như thế này không ạ? Mình nghĩ là chắc là phải bẩn hơn. Đây. Các bạn nhìn thấy vết ố của cái gioăng cao su này không ạ? Đấy, cái gioăng vết này rất là khó tẩy. Đây. Bên trong này nữa. Rất bẩn luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Hôm nay mình phải lấy một chiếc rẻ màu trắng để cho các bạn xem nó bẩn như thế nào. Đây. Mặc dù có 2 tháng nhá, 2 tháng mình chưa vệ sinh. Đấy. Sau đây mình sẽ vệ sinh cái tấm lọc bụi của cái dây cấp nước. Sau đây là vệ sinh cái ngăn nước giặt và nước xả. Tiếp theo là vệ sinh cái ngăn xả rác. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp lại. Nó cũng đơn giản thôi. Các bạn tháo như thế nào thì các bạn lắp như thế. Cũng rất đơn giản thôi ạ. Các bạn cứ vặn chặt tay là được. Bởi vì nó đã có gioăng rồi. Tiếp theo là mình lắp cái máng bị xà phòng. Động tác lắp thì cũng rất là đơn giản thôi.
bạn cứ cho vào đúng cái rãnh của nó. Đấy, đấy. Khi vào đúng cái rãnh rồi thì mình cứ ấn vào thôi. Bước tiếp theo mình sẽ lắp cái cốc xả rác này. Các bạn nhét vào bình thường. Đấy, vặn theo chiều kim đồng hồ. Khi nào chặt thì thôi. Đấy. Mình sẽ đóng cái lắp cửa xả rác này vào. Sau khi mình đã hướng dẫn các bạn vệ sinh những cái bên trong máy rồi thì tiếp theo là mình lau cái phần ngoài thôi. Là bước cuối cùng mình sẽ cắm điện, mở nước. Bước cuối cùng là bước mình sẽ chọn chế độ làm sạch lồng giặt. Đây mình sẽ quay về chế độ làm sạch lồng giặt. Đấy. Trên chiếc máy Electrolux Ultimate Care 700 của nhà mình thì nó sẽ có chế độ làm sạch lồng giặt. Nhưng mà khi các bạn dùng các hãng khác hoặc là cái dòng thấp hơn thì nó sẽ không có đâu ạ. Khi mình để chế độ làm sạch lồng giặt này thì bạn có thể cho vệ sinh tẩy rửa lồng giặt vào được. Nhưng nhà mình hiện tại thì mình đang không cho cái gì cả. Đấy, để máy tự hoạt động, không cần bổ sung chất tẩy rửa gì cả. Khi mình đã chọn xong thì nhiệt độ máy mặc định nó lên đun nước nóng sẽ là 60 độ. Và thời gian nó sẽ là 59 phút. Sau đây mình sẽ ấn mà cho máy hoạt động. Trong quá trình này, máy sẽ đun nước nóng và đánh tan những vết bẩn ở xung quanh lồng và đánh mạnh hơn là lúc máy đang giặt quần áo đấy. Xin chào các bạn, tất cả các bạn. Trên đây là những cái bước cơ bản để vệ sinh một chiếc máy giặt lồng ngang. Việc vệ sinh này các bạn nên làm một tháng một lần để cho máy giặt nhà mình nó được sạch sẽ và hoạt động hiệu quả nhất có thể. Sau đây thì mình xin phép kết thúc cái video tại đây. Nếu các bạn yêu thích cái video của mình, xin các bạn cho một lượt like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình là lấy động lực làm kênh càng ngày càng tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.